Chào các bạn, sau đây cô sẽ cùng với các bạn giải bài tập số 3 sẽ qua vật lý lớp 12 trong 5 năm để bài hỏi như sau. Nhạc âm là gì? Để có thể trả lời câu hỏi này, cô và các bạn xem lại lý thuyết mà chúng ta đã học. Nhạc âm được định nghĩa như sau. Những âm mà có một cái tần số xác định thường do các nhạc cụ phát ra gọi là các nhạc âm. Như vậy, chúng ta có thể trả lời như sau. Nhạc âm là những âm có tần số xác định thường do các nhạc cụ phát ra như vậy. Bài tập số 3 đến đây là kết thúc.